Dạ, mình là Đạt Nguyễn, xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến. Chào mừng tất cả các bạn và tất cả các anh chị em đến với kênh Đạt Nguyễn CNC. Mình chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em một ngày mới tràn đầy năng lượng và lúc nào cũng gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hôm nay mình có một đề tài muốn chia sẻ đến tất cả các bạn và tất cả các anh chị em là thợ neo lâu năm bỏ nghề đi làm hãng. Thì lý do mình có cái tiêu đề đó là mình mới vừa gặp một anh ở trong hãng mình đây. Anh đó làm ở khoảng 6 tháng rồi nhưng mà mình không có biết. Tại hãng ở đây nó tới cả ngàn người các bạn. Cho nên mình biết mặt thôi. Thì mình vô tình mình nói chuyện được với anh ta. Thì anh ta hỏi han mình làm bao lâu rồi mình cũng hỏi như vậy. Thì ảnh làm được 6 tháng. Thì mình hỏi ảnh có làm hãng nào trước hay không. Rồi sao biết hãng này mà vô. Thì ảnh nói ảnh không có làm hãng hồi giờ. Thì ảnh đi làm neo. Thì ảnh chia sẻ cho mình về lý do gì ảnh vô ảnh đi làm hãng nha các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cho tất cả các bạn biết thêm tại sao phải bỏ ngành neo mà đi làm hãng. Cái đó là thì các bạn cũng có, mình thấy nó cũng hay để cho chia sẻ tất cả các bạn. Thì ảnh qua ảnh làm neo năm 1996 tới hiện tại bây giờ là cũng mấy chục năm rồi. Thì ảnh nói hồi xưa ảnh làm neo lúc ảnh còn trẻ đó làm tiền rất là nhiều. Thì các bạn biết rồi, neo hồi xưa đó làm thoải mái nữa. Đã nói không có tranh giành nhau. Nhiều khi khách vô không muốn làm nữa, để đưa người này đưa người kia làm thôi. Còn thời bây giờ thì tranh giành nhau quá. Tại các bạn biết rồi, bây giờ ai cũng qua đó là cũng neo. Tại neo là cái đầu tiên để mà mình tiến thân. Và neo nó dễ kiếm tiền nữa hơn các bạn. Và cứ neo như vậy. Cho nên ai cũng neo hết. Rồi tiệm neo mở ra nhiều, cho nên cái cạnh tranh từ chủ nọ, cạnh tranh chủ kia đến thợ nữa. Ảnh nói nhiều khi mình sơ ý mình không có làm, rồi nó dành thơn này kia, rồi mất thơn. Thơn là lượt làm đó các bạn. Rồi được nhiều khi một tiệm 8 người thợ thì ảnh phải đợi 8 người đó, rồi ảnh mới được làm. Rồi sao nữa, đến bây giờ thì ảnh khoảng trên 50 rồi các bạn. Mắt mờ, tai yếu. Làm thì nó chậm, nó không được đẹp. Rồi nhiều khi làm nó dơ nữa, cắt nó không kỹ. Rồi cắt chảy máu. Nói ôi thôi nhiều thứ lắm. Rồi rồi mình hỏi anh làm như vậy, anh làm mấy chục năm như vậy thì anh có dư giả gì không? Thì anh nói làm thì có dư rồi nhưng mà không có để dành được. Lý do không để dành tiền được các bạn. Anh nói khi mà anh để được tới 20.000 đô hay mười mấy ngàn đô là cái đầu của mình á, cái đầu của mình suy nghĩ khác à, cái là lấy đi chơi rồi các bạn, lấy đi chơi rồi cái rồi phải về phải làm lại, cứ như vậy rồi năm nọ qua tháng kia, rồi đến bây giờ thì mấy chục năm rồi ảnh quyết định là đi làm hãng. Thì ảnh nói ảnh quyết định á, cái nó là cũng một cái khó khăn lắm, tại vì nghề neo thì các bạn biết rồi, làm có thể là một tuần được 700, có thể là 1.000, 1.200 một tuần. Bây giờ bỏ ngành neo mà đi làm hãng thì nếu mà không có nghề của cái nghề chuyên môn khác nữa thì vô gọi là làm tầm bậy tầm bạ đó các bạn. Thì nó trả rất là thấp. Thì khoảng 400, 450 thôi. Thì ảnh tranh đấu tư tưởng rất là nhiều. Bỏ hãng, làm neo, bỏ neo đi làm hãng hay là vẫn làm neo. Thì cuối cùng ảnh quyết định ảnh đi làm hãng. Thì ảnh ra làm hãng, ảnh trước ảnh làm hãng một hãng trước rồi. Làm tầm bậy tầm bạ thì cái hãng, mấy cái hãng mà gọi là các bạn không có tay nghề á, coi như là công nhân đi ra vô nườm nượp. Đó là ảnh kể cho mình. Ảnh vô trong hãng này ảnh bất ngờ, nói ủa ai cũng làm mấy chục năm vậy ta. Cái người mới vô mình không nói, nhưng cái người cũ á hỏi 35 năm, 40 năm, thậm chí mình là làm 15 năm rồi các bạn. Ảnh ngỡ ngàng luôn á, anh nói ồ cái hãng này sao mà làm lâu năm thâm niên dữ vậy. Thì mình nói với ảnh thì hãng tốt thì người ta ở thôi đó, rồi nó có nhiều benefit, nhiều quyền lợi cho công nhân. Thì mình hỏi ảnh trong những năm tháng anh đi làm neo á, đến bây giờ anh có được cái tiền về hưu hay không, tiền gì để anh về hưu á. Anh nói giờ có gì đâu đó, giờ về hưu ăn tiền già thôi. Thì ảnh biết ảnh sẽ về hưu và ảnh sẽ ăn tiền già nếu ảnh làm neo nữa. Cho nên ảnh phải bỏ hãng, ảnh phải bỏ neo, ảnh đi làm hãng các bạn.
Thì nếu mà tiền già đó, tùy tiểu bang, mỗi tiểu bang á, thì có thể cho 700 mấy, có tiểu bang như Cali mình nghĩ nó 800 mấy, tùy theo. Thì tại vì các bạn biết rồi, nghề neo mà làm lương ít lắm, lương ít cho ngoặc kém các bạn, cho nên đóng thuế nó cũng không bao nhiêu. Rồi đến khi già đó thì đâu có được hưởng tiền về hưu bao nhiêu đâu, rồi đâu có tiền quyền lợi gì đâu, cho nên nó rất là ít tiền. Thì anh bỏ anh đi làm hãng, cái anh nói cho mình hỏi cái này, nói anh hỏi gì, cái anh hỏi ủa sao tôi thấy cái anh kia anh làm 20 năm rồi, anh nói ảnh tiền hưu của ảnh là có khoảng 300.000 đô á, có thiệt không? Nói ủa mình nghĩ chắc có đó, đúng rồi. Rồi cái ông kia kìa, ông làm là ông nói ba mấy năm rồi sao ông có được 800 mấy ngàn đô tiền về hưu. Ông nói cái tiền mà gọi là ổng không ngờ tới các bạn. Nó nói đúng rồi, cái tiền của ổng là ổng làm ba mấy năm mà ổng làm lúc ổng còn mới có 20 tuổi, ông vô trong hãng ổng làm rồi. Ổng nói với mình là ổng về hưu ổng được 1 triệu, thì ổng năm nay ổng 50 mấy tuổi rồi. Đó, cái tiền là số thật. Ổng giật mình các bạn. Nói thiệt hả? Nói ủa vậy hồi giờ anh đi làm neo thì đến giờ anh được cái gì? Anh nói anh không được gì hết, tiền ảnh đâu có đâu. Thì mình mới khuyên ảnh là thôi, đã bỏ neo rồi thì thôi cố gắng đi làm hãng đi, còn mười mấy năm trở lại này á thì nó cũng được một mớ, nhưng mà nó không được nhiều, mà ít nhất nó cũng được chút đỉnh. Tại vì khi mà các bạn đi làm neo á, về già làm không nổi đâu, rồi thuế má này kia không được bao nhiêu á, đó cuối cùng á được 700 mấy tiền già đó. Mà bạn nên nhớ tiền già đó là bạn đi về Việt Nam á, trên một tháng á, là nhà nước cắt. Mà tiền già đó bạn phải có quốc tịch mới được ăn tiền già. Còn tiền hưu á thì các bạn làm á 10 năm mà 40 credit thì nó sẽ cho các bạn ăn tiền hưu. Nhưng mà nếu mà các bạn đóng thuế ít quá thì cái số tiền á, nó không có trên 700 á, thì nó cho các bạn, có nhiều người các bạn ăn tiền hưu được có 400 mấy á, thì phải ăn thêm tiền già. Thì nhà nước nó sẽ cộng vô anh có được tiền hưu 400 mấy mà tiền già thì được 700 mấy, thì bây giờ tôi có bù vô thêm cho anh 300 mấy nữa lại anh được 700 mấy. Là có người như vậy nha các bạn. Thì cũng có nhiều người thợ neo á, mình biết á, khi mà người ta chấp nhận luôn, bây giờ cứ ăn chơi đi, cuối cùng đi xin tiền nhà nước. Người ta nói như vậy, đó là sự thật nha các bạn. Người ta chấp nhận ăn 700 mấy tiền tiền già và đi xin bảo hiểm nhà nước. Cái đó có, nhưng mà mình không biết người ta sẽ vượt qua được cái lúc mà già nua mà còn đi làm á, làm neo á, thì còn làm nổi hay không. Như anh này ảnh trên 50 rồi, ảnh nói bắt đầu mắt mũi ảnh lèm nhèm rồi các bạn, ảnh không thể nào làm được nữa rồi á. Khi mà ảnh làm á thì giành giật với nhau á, ảnh không nói á thì ảnh bực, mà ảnh nói á thì ảnh thành con nít. Cho nên á, nó cứ mình nói các bạn rồi, cái thế giới neo á nó phức tạp lắm các bạn. Cho nên ảnh nói cho nên thôi quyết định đi làm hãng cho rồi. Mặc dù lương nó ít, nhưng mà các bạn có thấy đi, lương ít nhưng mà ảnh sẽ có cơ hội ảnh lên từ từ. Thì một năm ảnh được 2 tuần vacation các bạn. Nếu mà các bạn làm neo thì các bạn đâu có được tiền vacation ở đâu, là ngày nghỉ phép đó. Rồi 3 năm thì được 3 tuần. Còn lên tới 5 năm nó cho các bạn được 4 tuần. Rồi 10 năm nó cho được các bạn được 5 tuần vacation. Nghỉ phép một nếu mà các bạn làm trên 10 năm thì nó sẽ cho 5 tuần vacation. Hiện tại thì mình đã làm trên 10 năm rồi thì mình 1 năm là mình nghỉ được 5 tuần. 5 tuần nghỉ được ăn lương. Và ở những cái mùa holiday, như những mà bây giờ nè các bạn, hiện tại nè là mùa holiday tới nè, thì nghỉ thì được ăn lương nữa. Như lễ tạ ơn nè, nghỉ được 2 ngày. New Year được ngày, Christmas đó, Noel đó, là được 2 ngày nữa. Đó là những ngày lễ. Rồi mùa hè vô thì những ngày lễ kế tiếp, nói chung là Memorial Day, rồi July 4, thì nói chung mình được nghỉ hết, mà mình được ăn lương. Còn neo thì không được nghỉ. Thì mình nghĩ anh ta là có lựa chọn rất là đúng đắn. Thì mình nói ok thôi, giờ anh là cái tuổi vậy rồi, anh chọn cái nghề anh chọn cái hãng làm là đúng rồi.
Rất là hoan nghênh anh. Thì bây giờ anh cố gắng anh làm đi. Bây giờ á, ảnh ở đây mấy chục năm rồi các bạn, mà nghề nail không à. Bây giờ á, đi vô làm, gọi là làm chỉ gì sai đó, chỉ đâu là làm đó đó. Cho nên thì ảnh cũng chấp nhận luôn, ảnh chấp nhận, ảnh chỉ đâu làm đó. Và nhưng mà ảnh được cái là bảo hiểm của hãng, không phải khó khăn đi mua bảo hiểm ở ngoài. Và ảnh sẽ có, ảnh nói ảnh còn khoảng mười mấy năm nữa, thì mình đoán khoảng ảnh cũng năm mấy đó, thì năm mươi mấy tuổi đến khi ảnh sáu mấy thì ảnh cũng được mười mấy năm, thì ảnh cũng có được mớ gọi là tiền hưu các bạn. Ngoài cái tiền mà ăn của tiền nhà, ngoài cái tiền hưu của mình á, thì cái tiền 401k hay tiền hưu của hãng nó cho, các bạn nên nhớ đó, là cái tiền đó nó rất là giúp đỡ mình về sau. Khi mà về già mình thấy rồi mấy người không có tiền, đợi tiền hưu hay tiền nhà nước cho nó không có bao nhiêu á, nó vất vả lắm, các ca các cụm các bạn. Cho nên các bạn có thấy cái những cái người mà người Mỹ á, người ta làm ở đây từ nhỏ, như cái ông Mỹ mình nói bây giờ hiện tại ông có 800-900 ngàn đô trong trong cái account của ông á, là nếu mà ông về hưu á là ông khỏe luôn, ông muốn xài, ông muốn mua cái gì ông mua, ông muốn đi đâu cũng đi, cái tiền đó rồi mỗi tháng ông được thêm cái tiền 1.800-2.000 đô cái tiền về hưu của ông nữa. Cho nên ông sống rất là thoải mái. Đó là những người Mỹ, người ta chí thú làm ăn từ nhỏ đó các bạn. Rồi đến già đó, mình thấy những người Mỹ già xung quanh đó, người ta đi xe xịn không các bạn. Nó đến giờ cuối rồi người ta hưởng thụ. Thì mình khuyên với tất cả các bạn nào qua đây, còn trẻ thì nên làm nail, đó là cái bước đúng. Nhưng mà về già đó, mà thấy kham không nổi thì là nên đi làm hãng đi, để kiếm một cái benefit, cái quyền lợi của người làm hãng. Thì nail thì tiền nó nhiều các bạn, nhưng mà về già là không nổi đó. Mình xin tạm dừng video đây, chúc tất cả các bạn lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Xin chào và tạm biệt, bye bye.